Chung kết thắp sáng tay đăng sứ nhãn mùa 3 tổ chức tại Văn Miếu Xích Đằng là cuộc tranh tài gay cấn hấp dẫn giữa 4 đội gồm trường Trung học cơ sở Tân Quang huyện Văn Lâm, tiểu học và trung học cơ sở Phụng Công huyện Văn Giang, tiểu học và trung học cơ sở Minh Hoàng huyện Phù Cử và trường Trung học cơ sở Dị Sử thị xã Mỹ Hào. Đây là những đại diện xuất sắc nhất sau 17 số vòng loại và bán kết. Trải qua 4 phần thi, đội tuyển trường Trung học cơ sở Tân Quang đã bứt tốc mạnh mẽ vươn lên dẫn đầu và giành ngôi vô địch với 230 điểm. Trong khi đó, 3 trường còn lại có màn rượt đuổi gay cấn. Trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Hoàng đạt giải nhì. Hai đội trường Trung học cơ sở Dị Sử và tiểu học và trung học cơ sở Phổ Công đồng giải ba. Ngay sau khi kết thúc mùa 3, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ khởi động mùa 4 của chương trình.